phố Thế Lữ nhìn từ cầu Lạc Long. Trên đường Thế Lữ đoạn gần với lại cầu Lạc Long có bức tường mang dòng chữ Tôi Người Hải Phòng. Đây là một địa điểm mà từng có rất nhiều bạn trẻ đến đây để check in. Được biết, quận Hồng Bàng vừa nhất trí thông qua chủ trương xây dựng cầu đi bộ bắc qua sông Tam Bạc, kết nối phố Tam Bạc với lại phố Thế Lữ. Trước đây, cầu treo Hạ Lý bắc qua sông Tam Bạc từng được thành phố xây dựng từ thập kỷ 60 của thế kỷ 20 đến những năm 92-93, thì cầu treo Hạ Lý cùng với lại cầu Hạ Lý cũ được dỡ bỏ sau khi thành phố khánh thành cầu Lạc Long.